Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách Klarna Drop nhận được 1 triệu đồng token WinChain. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 1 triệu 250 nghìn đồng token WinChain nhé, in. Và số tổng cung phát hành là 509 tài khoản và đã có 1.065 lượt giao dịch nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website klarna.net, link truy cập website được mình để ở dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1, các bạn sao chép quan trắc này. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc trên này đây. Rồi quay sang ví MetaMask hoặc ví trước Dynet của các bạn nhé. Bạn thêm địa chỉ token này vào ví cho mình. Quý ký hiệu là VFCP. Số token là 8 nha. Các bạn nhấn tiếp theo, nhấn thêm token. Rồi, sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website klarna.net, truy cập vào bước 2 để nhận token nhé. Chương trình Airdrop sẽ kết thúc vào 39 ngày nữa. Các bạn Klarna thì các bạn nhấp vào phần này giúp mình nha. Cascoin Boost. Bên dưới đây thì một số thông tin về cái website. Các bạn có thể vào đây để dịch sang tiếng Việt để đọc nhé. Rồi, các bạn nhấp vào Klarna giúp mình. Các bạn có nhu cầu mua thì các bạn bỏ một số vốn nhỏ 0.01 BNB ra mua cái đồng này để chờ cơ hội ít nhiều tài khoản nhé. Rồi, các bạn nhấp tiếp vào đây, Klarna Drop đây, nhận nhé. Nó có yêu cầu kết nối với ví thì các bạn nhấp tiếp theo và kết nối. Nhấp lại. Rồi, Kiga là 0.000553 BLB nhé. Các bạn nhấp xác nhận. Rồi, giao dịch đang được xử lý nhé. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website klarna.net nhé. Cập nhật những dự án miễn phí thường thường cấp phần mới nhất được quyền mình cập nhật tương tác hàng ngày. Còn nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 10% phí giao dịch trọn đời nhé. Còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh. Giờ mình hướng dẫn các bạn cách để Klarna nhận được 1 triệu đồng cấp phần in. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.